Ơi, em xin mến chào quý chị nha. Là em đây thì hôm nay em đang đi trên con đường rất chi là đẹp cho quý chị của ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý chị ha. Thì con đường này là rất chi là đẹp cho quý chị. Đó, đường này là thu hút du lịch quý chị ha. Từ đây vị trí này anh chị đi ra biển 78, đi khoảng độ tầm hơn 100 m thôi. Thì chúc em sẽ quay ra cho quý vị xem ha. Con đường này chính huyết mạch kết nối từ biển Hồ Tràm đi ngược lại là đi về hướng Phước Bửu cho quý vị. Đó. Thì hôm nay em có sản phẩm là một lô đất ngang 10 sâu 20, trong đó đã có 100 m thổ cư rồi nha quý vị. Đó. Đã xây bờ rào bao quanh hết ha. Đó. Mình là từ cái biển 78 Phước Hạ, biển 78 Hồ Tràm mà anh chị đi vào đây đi khoảng độ tầm chưa đến 1 km nha quý anh chị. Đó. Thì hôm nay em có sản phẩm đây quý anh chị ha. Đó, từ cái đường đường nhựa này thì kết nối vào cái đường bê tông này khoảng độ tầm 200 m là đến nha quý anh chị. Thì đường bê tông này là ô tô vô thoải mái quý anh chị ha. Đường là đường thông nha quý anh chị. Đó, đường thông. Đó. Đó, thì cái khu vực này là hiện tại là trên 400 triệu một mét ngang rồi quý vị ha. Đó, nhưng mà nay chủ bán chỉ có là 370 triệu một mét thôi nha quý vị. Đó, là ngang 10 sâu 20 mà giá chỉ có 3 tỷ 7 thôi quý vị ha. Ở đây miếng đất của mình bên tay phải nha quý vị, sau lưng cái khách sạn đây ha. Thì hướng mình là hướng đông nam. Đó, và hướng mình là quay trực tiếp ra biển nha quý vị. Phía sau cái khách sạn rất là lớn quý vị ha. Đó, cũng khoảng độ tầm cả trăm phòng nha quý anh chị. Đây đó, lô đất của mình đây nha quý anh chị, thích hợp anh chị xây nhà vườn nghỉ dưỡng đầu tư sinh lời nha. Đó, ngang 10 sâu 20, trong đó đã có là 100 m thổ cư rồi nha quý anh chị. Đó, đây mình là tường xây bao quanh hết rồi, kiên cố này, rất chi là đẹp nha quý anh chị, không có bị lấn ranh trồng mắc móc gì ha. Sổ mình là sổ mới nha quý anh chị, đã cấp đổi ha. Đây. À, đường này đi thẳng ra nhà thờ, ra đường chính Hồ Tràm nha quý chị. À, thích hợp anh chị làm nhà vườn nghỉ dưỡng hoặc làm khách sạn homestay ha. À, cái đường này là nãy em đi vô nè. À, đối diện nhà mình đây anh chị đi trực, nếu mà đường chim bay thì từ đây ra biển đi khoảng độ tầm chưa đến 1 km quý chị ha, 5 đến 600 m là đến nha quý chị. Thì chút nữa em sẽ đo cái vị trí cho quý vị xem nha. Đó. Đó. Thì bữa nay rất chỉ là gió nha quý vị. Đó. Nên là cái phải lại cam của em nó hơi lắc ha. Đó. Đây. Đó. Đây là miếng đất của mình anh chị thấy không? Đường bê tông thông thường hết luôn, điện nước nhà nước hết nha quý vị. À, cách biển chỉ có là đường chỉ bay chỉ có 500 m thôi quý vị ha. À, bây giờ em sẽ quay ra biển Hồ Tràm cho quý vị xem ha. À, đây dân cư anh chị thấy không, san sát hết ha. À, đường này là ô tô chạy thoải mái nha quý vị. À, quẹo trái là cũng đi ra đường nhựa, đường chính về Phước Bửu quý vị ha, Hồ Xuyên Mộc nha quý vị. Còn hướng này là anh chị quẹo phải là đi ra biển 78, đi khoảng độ tầm hơn 1 km là đến quý vị ha. À đây anh chị quẹo phải nè. À, đường cái này là xe hoa mai toàn tháng cũng ở khu này hết nha quý anh chị, nên là anh chị rất chi là tiện ha, từ Sài Gòn xuống xuống đây đi khoảng độ tầm 100 km là đến nha quý anh chị. À, đi khoảng độ tầm 150 đến 170 ha, là xe hoa mai toàn tháng quý anh chị ha. À, trước mình đây là cái cổng 78 Hồ Tràm rồi đây nha quý anh chị. Thì cái khu này là khu phố ẩm thực nè, đi bộ nè, thì mình gửi xe xung quanh mình đi bộ vô ha. Đó. Đó, là từ đây thì đường trước mặt mình là đường ven biển nha quý anh chị. Đó. Đây là biển Hồ Tràm này, thì anh chị quẹo trái là đi về Bình Châu, Bông Trang,
rồi La Ghi Bình Thuận về Hồ Tràm Hồ Cốc nha quý chị, về Hồ Cốc ha. Đó. Còn anh chị quẹo phải là về Lộc An, về Phước Hải, về thành phố Bà Rịa, về Vũng Tàu nha quý chị, rất chi là gần luôn. Đó. Thì anh chị nào mà thích cái vị trí mà rất chi là đắc địa, cách biển 78 khoảng độ tầm đường chim bay chỉ có 500 mét thôi. Đó. Còn đường vòng thì như em chỉ đấy thì khoảng độ tầm 1 km thôi nha quý chị. Đó. Thích hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng đầu tư sinh lời, giá chỉ có là 3 tỷ 7 thôi nha quý chị, xây tường rào kiên cố rồi. Đó. Đó, để em quay sơ cái sổ vị trí cho quý chị xem nha. Ở đây công sổ quý vị ha. Thì mình là thửa 205 tờ bản đồ số 310, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổng diện tích là 202,8 m² sử dụng riêng. Đất ở 100, còn lại là đất cày hàng năm khác quý anh chị ha. Nói chung là mình là có 100 mét thổ cư rồi nha quý anh chị. Nên là anh chị xây dựng nhà hàng khách sạn nghỉ dưỡng thoải mái quý anh chị ha. Rồi để em quay sơ cái vị trí cho quý anh chị xem nha. Đây là cái chắp trắng của mình này quý anh chị ha. Thì bây giờ em sẽ quay cái đo cho quý anh chị xem ha, là mình là cách cái đường ven biển là ngay đây nha quý chị. Đó. Đây đường ven biển đây ha, ngay cái tay em chỉ nè, thì 239 m, gần 300 m là tới đường ven biển quý chị ha. Rồi đi ra 78 nè. Đó, đây 78 đây quý chị ha, thì ra là 495 m nha quý chị. Đó, rất chỉ là gần luôn ha. Đó, đây là biển Hồ Tràm, nắng vàng biển xanh quý chị ha. Thì đi ra đây khoảng độ tầm 569 m này. Đó, thì em quay chi tiết cho quý vị xem ha. À, ngay vị trí đất của mình đi ra nha quý chị là đường game bay, nhưng mà đường vòng thì đâu đó khoảng độ tầm 1 km nha quý chị. Đó, anh chị có thấy trên bản đồ này dân cư là khu vực đông đúc nha quý chị ha. Đó. Đây anh chị nào mà thích biển Hồ Tràm liên hệ cho em ha. Đó, từ đây mà anh chị đi về thị trấn Phước Bửu, em sẽ đo ra thị trấn Phước Bửu, thì anh chị đi khoảng độ tầm 5 cây 9 cho 6 cây là đến 6 cây cho 7 cây là tới thị trấn Phước Bửu nha quý vị. Đó, rất chi là gần quý vị ha. Đây anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm Hồ Tràm, đó, một nguyên một cái lô biệt thự quý vị ha, thích hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha quý vị, đã rào bao quanh kiên cố hết rồi, 100 m thổ cư mà giá chỉ có là 3 tỷ 7 nha quý vị. Rồi em xin mến chào quý chị, hẹn anh chị video sớm nhất nha. Em quay thêm tí nữa là đây là cái bản quy hoạch nha quý chị, thì mình là vuông vức không bị tốt tiếc quý chị ha, mình là đất mình là đất ở full hồng hết cho quý chị, nên là quý chị an tâm ha. Rồi.